tất cả anh em nhé. Trưa nay thì lại tiếp tục đưa anh em đi lên quê mình đi trải nghiệm đi xem chim ngoài tự nhiên và đem một con mồi đi xem, hy vọng là xem nó có đấu hay không anh em ạ. Và hơn nữa là nếu mà gặp được tổ chim thì đi khám phá luôn. Thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Đi thẳng này nhá. Nay lúc ở nhà đây là lúc đi nó mấy giờ? 11 giờ à? Mẹ, những cái hôm ôi bùng lao. Những cái hôm nắng thì chả đi, đi đúng hôm âm u này. Sợ sắp cơn mưa. 12 rưỡi á. Chạy à? Mấy mình đi phải. Hồ nào? Hồ nước. À, mày. Xa quá. Gặp ngay bim bim. Anh em ơi, xem cái nhà hoang của bác nào, bác ấy nhìn hơi quá, tất dùng túi bóng này. Nó cái nghịch, đây không biết làm cái gì này. Tất treo túi bóng luôn. Treo xung quanh nhà anh em ạ. Nhìn ghê đã. Ui ôi, một vòng luôn. Nè. Tất túi bóng xung quanh nhà. Ngựa khỉ à? Không có quần áo hay chứ? Ghê đã. Tất dùng túi bóng luôn. Buộc túi bóng xung quanh. Thôi thôi đi ra kìa. Không dám đặt đồng bẫy này anh em ạ. Tiếng nào đây? Hương ơi. Đâu đây? Chỗ ngoài rộm lắm. Có cả tiếng chim chích chòe sao ạ? Đấy để kiếm thì chỗ treo. Ờ. Con bèo mới ấy khó sàng lắm. Hả? Ôi ra kia treo sao đi ở trong này nó tùm này. Sóc á? Đâu? Sóc bay á, làm réo có sóc bay. Chứ chạy nhanh chứ. Ờ, đây nó rậm này nó. Có tổ không? Sợ có tổ sóc đấy. Ở mình sóc cái chắc sóc sởm thôi. Đâu? À kìa kìa kìa, còn chích chòe kìa. Chích chòe kìa, xem này. Đấy là con chích chòe đó. Nhìn thấy chưa? Chạy ra kia kìa. Này con nữa này. Con này to này. Hai con. Ôi con này con xám. Tưởng là màu xám nữa. Một đôi luôn. Mẹ con mái đẹp à? À con trống đẹp à? Một đôi luôn. Chúng nó 4-5 con này nhỉ. Hai đôi liền nhau nhỉ. Mỗi đôi ở một cành nhỉ. Ui con này dài thế. Thế mà không sang đấu với mồi anh em ạ. Để xem tí nhá, nó vui. Con này đang hăng này. Màu đinh đẹp. Con cây xoài bên này đẹp hơn. À cây nhã vải. Cây xoài. Đậu đang ngào rồi ạ. Đây 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 này. Con trống to lắm. Rồi đẹp à. Hai con này đều như nhau. Hai cặp ở liền nhau nhỉ. Hai thùng liền nhau. Thôi chơi kiểu này phải bay sang bên kia để chuyển chỗ sang bên kia đấy. Có khi nó sang đấy. Con này mau mỏ này. Dạ. Chúng ta ở đây nhiều cặp nhỉ. Đấy con nào nó rót đây. Nhìn chim như này thì cũng chả muốn treo lồng bẫy nữa anh em ạ.
thứ nhất là nó không được căng, thứ hai là đang thấy toàn nuôi con đây. Mình nghĩ là nó ra hết choạt đầu rồi, coi như nay buổi đi giải ngố thôi. Đi ngắm cũng thấy thích anh em ạ. Như tí nữa Giang kia đi tìm tổ chòe kìa, tổ chòe đằng kia nó ngay nhiều. Thích mãi đi mãi, ở nhà chán đúng không? Đây này mọi người này, để tiếp tục nhìn thấy một tổ trên cây chuối, không biết là màu hay là chòe, nhưng mình đẩy lên anh em xem nhé. Đâu chỗ nào đây? Đây ạ. Tổ này tổ chắc tổ mào mất, chắc phải tổ chòe. Đây đi ra kia đây, anh vào tổ chòe mào, anh vào tổ chòe mào. Đi bẫy chim thì chả được, nhìn thấy mấy tổ chim rồi anh em ạ. Ở đây có tổ khuyên này mọi người này, khuyên con này, để biết mấy con này. Hai con kìa. Hai con. Đi tiếp chứ, hay về. Thôi đi ra đằng kia để tìm tổ chòe xem có được không anh ạ. Ok. Ui anh ơi, hình như là vừa có một con chòe mái à, bay từ trong hố của điện xuống cái tường kìa. Ồ, để đấy, anh ở đấy để em đi vào trong cái cột điện tìm xem nhá. Rồi, rồi. Đây này mọi người này, và đây là thành quả này. Hôm nay mình vừa phát hiện ra thì nó từ trong cái hố của điện nó chui ra này anh em này. Tiếc là nó mới có trứng thôi. Thì mình quay vào cận cảnh tổ này chứ mình không quay vào cái đường lên xuống nữa, bởi sợ anh em giờ sau chuyến này rất hay để ý clip của mình mà lấy chim non của mình anh em nhá. Như kiểu là sẵn ăn đấy mọi người ạ. Rồi có 4 trứng thì ít nữa, chỗ này nó cách nhà mình cũng khá là xa. Để ít nữa nó mà nở mình ra mình quay cho anh em xem nhá. Rồi buổi trưa của hai anh em này. Đấy anh em ạ. Đến nó khổ rồi. Đi thì nhìn thấy cái gì cho chim là lại phải dừng lại để lấy. Đấy, ở kia đầy nữa kìa. Ra kia. Một thiếu mày. Anh em ạ, thì buổi đi khám phá tổ chim và đem chim mồi đi của mình hôm nay thế là coi như là may mắn, cũng là thành công khá là tốt đẹp. Anh em đã tìm được thêm 3-4 tổ chim và được món đồ quà này cho chim về ăn anh em ạ. Rồi mình xin kết thúc video ở đây và hẹn anh em những clip sau.